Thưa quý vị, trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về điện mặt trời. Theo đó, tổ chức cá nhân đầu tư hệ thống này không dùng hết sẽ được bán lên lưới không quá 20% công suất lắp đặt với mức giá bằng giá trung bình năm trước, mở rộng quy định cho phép giao dịch mua bán điện mặt trời mái nhà tự dùng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan bám sát tình hình, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch liên quan khi cần thiết.